Ở góc quay này thì Siro giống mẹ Mercy như lột. Thôi Siro ơi, để cho nhìn hai con ở trên cùng một màn hình. Lucky, Ian. Và Siro. Nào, di chuyển vừa thôi. Loki, Siro, Siro, Siro. Như kiểu quay bị đau ấy hả? Ok đã xong. Cặp đôi này đã lấy giống xong. Siro và Lucky. Hy vọng ở đây sẽ là cái cặp đầu tiên của cái những cái đời chó giống theo cái dòng chó tốt nhất của Rokolokovi sẽ có hậu duệ. Mời mọi người cùng ngắm cặp Loki và Siro. Loki rất nhiều giải thưởng chó đẹp, thắng cả con chó top 1, con chó top 1 năm 2019 của chó đẹp Thái Lan. Siro thì ngày bé thi thôi, lúc cho con lớn lên thì dính vào cái đợt không có dog show, cho nên là Siro khi mà lớn lên thì Siro chưa có thi lần nào cả, thi lúc cho con thôi. Lúc cho con thì Siro cũng thi cùng cái đợt thi với mẹ Loki, thì Siro cũng được cái danh hiệu con chó con đẹp nhất giống Rottweiler cũng như là nhóm 2, và cái sâu chuyên biệt nhóm 2 gì. Và ở trong tất cả các giống chó thì Mercy đạt được cái con chó đẹp thứ nhì trong con chó con đẹp thứ nhì ở trong tất cả các giống chó ở trong cuộc thi đợt đấy, tháng cuộc thi tháng 9 năm 2019. Ok, chúc Loki, chúc Loki sẽ có cái sự may mắn ở cái lần ghép cặp này và sẽ cho ra những cái con hậu duệ xuất sắc, bởi vì Siro là một con cái cực kỳ tốt. Ok, mọi người có thể chờ cái đàn chó con này. Thôi, để cho Loki vào nghỉ.